chân thành cảm tạ một cái tình cảm rất là chân thành và một cái niềm tin chắc chắn là chúng ta sẽ là đối tác tốt, để bạn trong thủy với nhau trong chặng đường rất dài của tương lai. Xin cảm ơn. Và kế tiếp đây chúng ta sẽ cùng đón nhận món quà từ công ty cổ phần Sơn Hải Phòng. Món quà từ công ty cổ phần Sơn Hải Phòng 2 sẽ được trao cho công ty MDI.